Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Và sau đây là bài hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ lens flare. Vậy hiệu ứng chữ lens flare là gì? Xin mời các bạn xem đoạn hiệu ứng dưới đây. Rồi, thì đây chỉ là một cái ứng dụng rất là nhỏ của cái hiệu ứng lens flare. Thì bây giờ làm nó như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ new để tạo một bàn làm việc mới. Rồi các bạn nhấn cho mình nút Ctrl Shift Q để tạo một track video. Sau đó các bạn nhấn chuột phải, chọn Insert Text Media để chèn chữ. Chúng ta tiến hành sửa nội dung chữ. Các bạn cũng điều chỉnh kích thước và cái phông cho nó phù hợp. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái bảng điều chỉnh chữ. Công việc tiếp theo, các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift Q thêm một lần nữa để tạo cho mình một track video. Bây giờ chúng ta sẽ vào Media Generator. Các bạn vào phần Soil Color, các bạn lấy cho mình một tấm nền màu đen, kéo xuống. Ok, các bạn tắt bảng điều chỉnh đi. Bây giờ các bạn quan sát ở đây thì cái tấm nền màu đen nó dài. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó ngắn vừa với cái chữ. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào nút Alpha, chọn cho mình chế độ Add để nó hiển thị cái chữ ở bên dưới này. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn sẽ lấy cái hiệu ứng lens flare bằng cách vào Video FX. Các bạn kéo xuống, chọn vào cái dòng đó là lens flare. Đây, lens flare. Rồi các bạn nhìn sang phần mở rộng, nó có cái phần là Default. Các bạn nhấn và giữ chuột trái. Sau đó các bạn kéo vào cái tấm nền màu đen. Tấm nền màu đen nhé. Rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên ở phần Light Position này. Đấy. Các bạn nhấp vào cái biểu tượng đồng hồ cho mình. Nhấp vào đây, Animate. Rồi tiếp theo, các bạn nhấp tiếp vào cái Intensity. Tiếng Anh mình hơi rốt. Nhấp vào đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ thu gọn cái bảng này lại để cho bạn dễ dàng quan sát cái bảng điều chỉnh. Đây chính là cái bảng điều chỉnh lens flare và cái thông số keyframe. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào con keyframe đầu tiên. Nhấp vào con keyframe đầu tiên rồi mình. Đấy. Rồi chỉnh cái vị trí này lên trên, sang bên này. Sang tận cùng bên tay trái và ngang bằng với cái chữ. Đấy, các bạn có thể dùng phím qua lại lên xuống. Hoặc là giữ Ctrl và dùng phím qua lại lên xuống để nhích từng cái nhỏ. Đấy. Sau đó các bạn kéo kim thời gian về cuối, giống như là việc mình làm với hiệu ứng Light Ray vậy, kéo về cuối, rồi lại chỉnh, nhấp vào con này, nhấp vào con này, rồi lại đẩy nó về bên tay phải. Tiếp theo các bạn kéo kim thời gian về giữa, về giữa. Rồi bây giờ các bạn phải nhấp vào cái biểu tượng hình ổ khóa này. Nếu mà đã nhấp sẵn rồi thì thôi, mà nếu chưa nhấp thì các bạn phải nhấp vào cho nó bôi đậm như này để mình quan sát trên màn hình hiển thị. Rồi bây giờ các bạn kéo cái thanh chuột này xuống, nhìn đến cái phần đó là Intensity, các bạn kéo nó lên. Các bạn nhìn thấy khi nào mà cái ánh mặt trời này nó vừa đủ thì các bạn dừng lại. Ở đây thì mình sẽ chọn nó mức độ này. Rồi bây giờ mình chỉ việc tắt cái bảng điều chỉnh này và xem thành quả. Thì cũng như mọi cái hiệu ứng FX, các bạn nên chọn chế độ Reviews Auto để xem cho nó khỏi giật. Bây giờ mình sẽ fly nhé. Rồi, thì mình thấy rằng là cái ánh mặt trời nó đi đến sang bên này thì nó chưa có tối lại. Bây giờ mình muốn nó tối lại thì mình sẽ nhấp lại vào cái Even FX này. Mình sẽ nhấp đến con keyframe cuối cùng. Nhấp đến con keyframe sau cùng nhé. Rồi các bạn kéo xuống.
Các bạn đẩy cái intensity này về 0. Đấy. Rồi bây giờ mình flash kiểm tra lại. Nó tối sáng xong rồi nó lại tối. Ok, như vậy là đã chính xác rồi đấy. Rồi, thì như hiệu ứng Light Ray các bạn có thể chỉnh lại cái tốc độ của nó bằng cách vào Event Pack, Event FX. Rồi, các bạn cũng cho những cái con keyframe này xích lại gần nhau thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nhanh. Đây mình sẽ tắt đi Flay. Rồi, đấy, thì nó hơi nhanh thì tốt nhất là nên để tốc độ vừa vừa. Mình sẽ nới nó lại nhé. Rồi, ok. Bây giờ đến cái phần chỉnh vị trí. Thì các bạn lưu ý rằng cái hiệu ứng này thì mình có thể chỉnh vị trí theo cách thông thường, nhưng mà tốt nhất thì cũng nên dùng Track Motion. Thì để thuận tiện cho việc chỉnh vị trí cho nó nhanh thì các bạn nên hợp cái lớp bên dưới này này nhấp vào đây để cho nó hợp lên lên với cái track bên trên. Thì mình chỉ việc chỉnh một mình cái chỗ này thôi. Bây giờ mình sẽ nhấp vào Track Motion. Đấy. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh làm sao mà mình nhìn thấy không hiển thị. Rồi các bạn sẽ phải nhấp vào con keyframe đầu tiên nhá. Nhấp vào con keyframe đầu tiên. Đấy. Sau đó các bạn dịch chuyển đến cái vị trí mà các bạn muốn. Đấy. Dịch chuyển cái chữ này đến vị trí các bạn muốn. Ví dụ chỗ này chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ play xem nó thế nào. Đấy. Thì nói chung là đối với cái hiệu ứng này á thì cái phần loe ra nó rất là lớn nên tốt nhất các bạn nên để ở giữa. Nếu các bạn muốn trở về giữa thì bạn nhấn vào cái biểu tượng Track Motion này. Đấy, các bạn nhấn vào con keyframe đầu tiên. Nhớ là luôn luôn phải nhấn vào con keyframe đầu tiên. Sau đó nhấn chuột phải và chọn Rectangle Box. Vâng, thì đấy chính là cái bài hướng dẫn tạo cái hiệu ứng chữ Land Flare. Thì đây chỉ là một cái ứng dụng rất nhỏ của cái hiệu ứng chữ Land Flare thôi, hiệu ứng Land Flare thôi. Các bạn có thể nghiên cứu thêm. Thì ở trong cái phần điều chỉnh FX Land Flare đấy nó có những cái thông số khác. Thì đây mình sẽ đề cập, mình chỉ đề cập đến những cái thông số cơ bản thôi. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video hướng dẫn ở phần tiếp theo.